TikToker Xoanh và Diệp lên tiếng lý do đường ai nấy đi, nghi vấn đằng gái có người thứ ba. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng để cho người hâm mộ đoán già đoán non thì mới đây, TikToker Xoanh đã có những chia sẻ cụ thể về mối tình của mình. Theo đó, TikToker cho biết, mình xin đính chính mọi chuyện là Diệp không ngoại tình nha. Thời gian vừa qua, mình với Diệp có nhiều chuyện bất đồng về quan điểm sống và hiện tại cả hai đang cho nhau thời gian để suy nghĩ và thay đổi tốt hơn. Cuộc sống này không ai hoàn hảo cả, mỗi người sẽ có những khuyết điểm riêng, quan trọng là sự thấu hiểu và cùng nhau thay đổi. Nếu còn duyên, ắt sẽ tự tìm về với nhau. Cảm ơn lời động viên cũng như xin lỗi cả nhà mình nhiều vì ồn ào vừa qua. Đồng thời, phía dưới clip, Xoanh cũng đã để lại bình luận. Ai cũng sẽ có những lúc sai lầm, đánh mất chính mình, anh vẫn sẽ ở đây, đợi em, khiến dư luận dấy lên nghi vấn, lý do chia tay thực sự đến từ phía đằng gái. Được biết, cặp đôi Xoanh và Diệp yêu nhau từ năm 2019 và đã chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2023 với chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vừa qua cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.